chúng ta có thể chọn bên đó thẻ tiêu chuẩn thay vì bản top khi mà tài chính chưa đủ. Tại sao? Gương chiếu hậu ngoài, gập điện, chỉnh điện, có gập tự động, có cảnh báo điểm mù, trang bị đèn LED, tự động bật tắt. VLOGTOP sử dụng màn hình giải trí 9 inch cảm ứng, VLOG tiêu chuẩn cũng màn hình 9 inch. Đều được trang bị chế độ ghế sofa thoải mái, trang bị nhiều chế độ lái. VLOGTOP trang bị nút đề nổ startup, VLOG tiêu chuẩn cũng có. Hộp số tự động, vô cấp, phanh điện tử, auto hold, sạc không dây, VLOG tiêu chuẩn cũng có. Bốn phần đều là phần đẹp.